Tập đoàn E-Group do ông Nguyễn Ngọc Thủy, Sát Thủy, đứng đầu có một hệ thống trường mầm non mang tên STEAM Garden. Trụ sở chính đặt tại tầng 10, số 14 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Hiện tại hệ thống trường mầm non này đã có nhiều chi nhánh tại Hà Nội, Quảng Ninh, Nam Định. Mới đây, STEAM Garden đã gửi một bức thư ngỏ đến các phụ huynh học sinh có con em theo học tại trường. Thư ngỏ nêu rõ về việc STEAM Garden đã gặp một số khó khăn về tài chính do hệ quả của dịch COVID-19. Do vậy, đơn vị chủ quản là công ty E-Garden đã làm việc với một số đối tác. Trong đó có công ty cổ phần công nghệ EduTech Việt Nam đã đồng ý tiếp nhận theo hướng phối hợp, khai thác và vận hành hệ thống nhà trường. Hai bên đang tiến hành làm việc để nhanh chóng tiến tới hợp tác theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, hệ thống trường mầm non này cũng đồng loạt gặp gỡ các chủ mặt bằng, các nhà cung cấp. Đặc biệt, phía EduTech và công ty E-Garden đã có một buổi trao đổi trực tiếp về định hướng phát triển STEAM với toàn thể cán bộ nhân viên hệ thống. Qua đó khẳng định rằng đối tác và công ty sẽ luôn tôn trọng những định hướng giáo dục mà STEAM đã theo đuổi từ lúc thành lập cho đến nay. Ngoài ra, STEAM Garden sẽ đẩy mạnh cả việc phát triển công nghệ trong giảng dạy, giữ vững và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên bằng lộ trình đào tạo cụ thể, tạo ra môi trường học tập tốt nhất. Tuy nhiên, trong hệ thống đăng ký thông tin kinh doanh trên Cổng Thông tin Quốc gia về đăng ký kinh doanh, không có công ty nào mang tên Công ty Cổ phần Công nghệ EduTech Việt Nam. Trong khi đó, có một công ty mang tên Công ty Cổ phần Công nghệ EduTech rất nổi tiếng trong lĩnh vực giáo dục và theo thông tin được biết, công ty này không có liên quan đến thương vụ trên. Theo tìm hiểu của chúng tôi, EduTech là công ty chuyên sản xuất phần mềm tạo nền tảng quản trị đào tạo trực tuyến giúp tiết kiệm thời gian, không gian, chi phí, tăng cường năng lực cho tổ chức, thích hợp cho các trường học, trung tâm và doanh nghiệp. Hệ thống này hỗ trợ 12 chức năng như video, audio, thuyết trình, lưu trữ dữ liệu, tương tác trực tiếp giữa người dạy và người học, nhằm tăng cường công tác quản trị, quản lý hiện đại và tiện ích. EduTech được thành lập vào năm 2019 với trụ sở chính tại tầng 3, số 163 Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Vốn điều lệ của công ty này được cập nhật lần cuối vào năm 2019 là 2 tỷ đồng. Các cổ đông sáng lập của EduTech gồm công ty trách nhiệm hữu hạn Taxi Holding, ông Nguyễn Huy Thành, Nguyễn Thị Kim Ngân, ông Nguyễn Trung Tâm và bà Nguyễn Thị Như Tuyển. Trong đó, Taxi Holding là cổ đông nắm giữ lượng cổ phần lớn nhất với 65% vốn. Hiện ông Nguyễn Phạm Tuấn Anh, sinh năm 1992, đang là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của EduTech. Vị doanh nhân này hiện còn là người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ thương mại điện tử Việt Nam và công ty cổ phần giáo dục Taxi. Về cổ đông sáng lập của Taxi Holding, doanh nghiệp này cũng được thành lập vào năm 2019 và cùng trụ sở với EduTech. Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 20 tỷ đồng và được ông Nguyễn Trung Tâm, một trong những cổ đông lớn của EduTech và ông Nguyễn Phạm Tuấn Anh, chủ tịch EduTech hiện tại sáng lập. Hiện ông Nguyễn Trung Tâm và ông Nguyễn Phạm Tuấn Anh mỗi người còn nắm giữ 31,67% vốn của Taxi Holding. Taxi Holding còn được biết đến là công ty đang sở hữu công ty cổ phần giáo dục Taxi, công ty gắn liền dự án VoiceGPT phiên bản Việt. Dự án này cũng gắn liền với tên tuổi của ông Nguyễn Phạm Tuấn Anh. Theo tìm hiểu, ông Nguyễn Phạm Tuấn Anh theo học MBA tại một trường đại học Việt Nam liên kết với Đức trong năm 2016. Trong quá trình học tập, nghiên cứu, ông nhận thấy người dân các nước châu Âu có thói quen muốn nghe tư vấn từ các chuyên gia trước khi làm một việc quan trọng. Tại sao mình không tạo ra một nơi như vậy kết nối chuyên gia với người cần tư vấn khắp nơi trên thế giới? Ông Tuấn Anh chia sẻ. Năm 2018, ông Tuấn Anh cùng đội ngũ chuyển hướng sang hình thức mua từng khóa học, trọng tâm là thu hút khách hàng Việt Nam. Sau sự bùng nổ của ChatGPT, ông cùng đội ngũ đã ra mắt trang web được phát triển trên nền ChatGPT, giúp người dùng giao tiếp với ChatGPT thông qua giọng nói tự nhiên. Tên của trang web đó là VoiceGPT. VoiceGPT sử dụng công nghệ từ OpenAI và Google để cung cấp một trải nghiệm giao tiếp tự nhiên với ChatGPT, cho phép người dùng tra cứu thông tin, hỏi đáp, nghiên cứu một cách dễ dàng và nhanh chóng. Việc đăng ký sử dụng VoiceGPT hoàn toàn miễn phí cho tất cả người dùng tại Việt Nam và bạn chỉ cần có một mã giới thiệu để sử dụng dịch vụ này. Hiện tại, ngoài VoiceGPT trong mảng AI, Taxi hiện có Turblabs là một dự án nghiên cứu trong mảng blockchain. EduTech là một công ty cung cấp hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến và Universe Labs là một dự án nghiên cứu trong mảng thực tế ảo. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội HNX vừa cho biết, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với công ty cổ phần đầu tư Apax Holdings do ông Nguyễn Ngọc Thủy,
Sắc Thủy là chủ tịch hội đồng quản trị. Trong đó, Apex Holdings bị phạt 20 triệu đồng đối với hành vi không tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật về phương tiện công bố thông tin. Cụ thể, trang thông tin điện tử của doanh nghiệp này là apexholdings.com Việt Nam hiện nay không còn hoạt động. Bên cạnh đó, Apex Holdings còn bị phạt 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định như báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu, báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu. Tổng cộng, số tiền mà Apex Holdings bị phạt là 112,5 triệu đồng. Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đã xử phạt 92,5 triệu đồng đối với công ty con của Apex Holdings là công ty cổ phần Anh ngữ Apex, Apex Leaders, vì không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định. Hồi tháng 12 năm 2023, hơn 83 triệu cổ phiếu IBC của Apex Holdings đã bị hủy niêm yết trên HOSE do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin. Liên quan đến Sắc Thủy, cuối tháng 3 năm 2024, ông này đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!